Ngày 25 tháng 1, thông tin từ Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa khởi tố bị can, tạm giam Đào Văn Cảnh, SN1980, và Đào Văn Lượng, SN1997, cùng trú tại TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh, để điều tra tội giết người. Theo hồ sơ, từ đầu năm 2018, Nguyễn Xuân Thông, SN1987, trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, và xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, mở cơ sở dịch vụ tài chính và giao cho một đàn em làm chủ. Sau đó, Nguyễn Tùng Lâm, SN1985, chú TX Kỳ Anh, dẫn đầu một nhóm trong đó có Đào Văn Cảnh đến cũng mở cửa hàng dịch vụ tài chính ngay sát cơ sở của Thông. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cạnh tranh. Chiều ngày 16 tháng 10 năm 2018, Thông điều khiển xe ô tô mang BKC38A16477 chở theo Đào Ngọc Tuấn, SN1987, trú tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, vào gặp Lâm để thương lượng làm ăn. Sau khi thách thức nhau trên điện thoại, Lâm cùng với nhóm của mình điều khiển xe ô tô BKC38C08583 đi tìm Thông và Tuấn để dàn mặt. Khi xe của Thông đang lưu thông trên QL1A, thì bị nhóm của Lâm phát hiện đuổi theo. Hai bên rượt đuổi chèn ép nhau nhiều vòng đoạn qua xã Kỳ Đồng và dừng lại khi xe của Lâm đâm mạnh vào xe của Thông. Lúc này, Thông vẫn ngồi trên xe, Tuấn xuống xe rút súng tiến về phía xe của Lâm. Thấy vậy, Lâm và đồng bọn cầm hung khí lao về phía Tuấn khống chế tước súng, đồng thời chém Tuấn. Ngay sau đó, Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng dạng côn rulo, 5 viên đạn, một thanh kiếm, một gậy kim loại. Nguyên nhân dẫn tới cuộc hôn chiến được xác định là do cạnh tranh trong làm ăn. Liên quan đến vụ án này, ngày 21 tháng 10 năm 2018, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm hai anh em Nguyễn Tùng Lâm, SN1985, và Nguyễn Quốc Thảo, SN1988, đều trú tại phường Sông Chí, TX Kỳ Anh, Trần Công Tiến, SN1977, trú tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Phạm Anh Tuấn, SN1980, chú phường Sông Chí, TX Kỳ Anh, Nguyễn Văn Giáp, SN1994, chú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên.